Bạn nào có nhu cầu mở liên quân hàng Free Fire giá rẻ, truy cập ngay shop Free Gaming.vn. Đây là shop bằng hợp tác chính thức duy nhất của mình. Anh em có thể yên tâm khi mở ở shop mình nhé. Đường link shop mình để dưới phần mô tả cho anh em. Hello mọi người nha, thì mình là Kelly đây và đây là con lợn nhựa. Thì hôm nay tụi mình sẽ không làm video tiêu kim cương hay là phá kim cương hay là vlog gì nữa đâu mọi người ạ. Mình làm kiểu dạng mình làm chủ đề phá kim cương nhiều quá, nó kiểu nhạt nó kia sao ấy. Thì hôm nay thì mình sẽ quay lại cái mà chủ đề ban đầu của mình, thì mọi người biết là gì không? Thì nay mình sẽ cùng Ly đi đấm nóc xưởng. Đấy, Ly biết đấm không? Em biết anh. Really nigga. Em cứ cập tay cua đi cua lại á, cua kiểu dí đập. Được rồi. Đó thì bây giờ là tụi mình sẽ tạo phòng và đấm nóc xưởng nha mọi người. A few moments later. Oh, đây rồi mọi người ạ. Cái mà nóc xưởng mà quen thuộc của mình đây rồi. Cũng tầm 3 tháng rồi mình chưa nóc xưởng ra nóc xưởng đấm đấy mọi người ạ. Ui. Thằng này chưa gì xuống nhanh đấy. Chưa đấm nó. Hay lắm. Có súng không? Con Ly này sao lại nằm xuống như thế? Này à, bọn này làm gì ở đây đấy? Ly nào dánh ra? Hay lắm. Không, tay bắp. Tay đi. Ui, lại là Kelly chơi bẩn đây rồi. Lại là Kelly chơi bẩn mọi người. Kelly chơi bẩn combat. Đạo đức lý tưởng, thuần phong mỹ tục, lối sống văn hóa để đâu? Sao bị rơi xuống đây? Lily mà đấy à? Này thì nè, hết đạn mọi người ạ. Ui, có lá cờ kia kìa. Mấy thằng kia cái ép mạng của mình kìa mọi người. Hết đạn rồi, toàn rồi. Đi ơi, đi cứ chạy đi. Vào anh đây. Anh Kelly đẹp trai đây. Đi, em cứ kiểu dạng đấm cua đi cua lại ấy, mọi người. Em cứ kiểu dạng đấm đi cua đi cua lại ấy. Kelly nóc sửa combat mọi người ạ. Đây, bây giờ mình kiếm thằng nào có súng, mình cướp súng lắm mọi người. Quá chuẩn luôn. À, thằng này có súng. Súng này, từ từ bắt. Ê, khó, chết mẹ mày rồi con. Xin luôn, đây này, ở đây có khẩu này, đi nhặt đi. Rồi, nó toàn rồi đấy. Ui, xịn hậu. Mọi người ạ, Kelly nóc sửa. Mình được gọi là Kelly nó chơi bẩn. Ui, thằng nào bắn Ly đấy. À, chỉ ra mày chọn cái chết. Nè, nào, từ. Còn hai thằng thôi. Đây nè, ở đây có khẩu súng này. Hay là nó nhặt mất. Không cho đâu em. Đi từ, cẩn thận chết đấy. Oh no. Đi. Yeah. Anh bảo rồi mà. Từ mọi người ạ. Ừ. Anh dám bỏ em đi một mình. Ly ơi, Ly cứ chạy đi. Có anh đây. Anh Kelly đẹp trai đây. Ai bảo em ngu. Ôi ạ. Qua, nó đây rồi. Từ. Này gì.
Đi đâu? Ai bảo em ngu? Ai bảo ngu mọi người đi? Người ta bảo chờ người ta rồi vẫn cứ theo theo cơ. Ờ à, vẫn cứ chạy chạy đi trước cơ. Đấy người ta gọi là ngu á. Không biết ở dưới còn không? Ui ở dưới còn thằng kìa. Xem nào. Xem Kelly Bro rồi này. Bạn bị kinh rồi. Ai này? Osaka này. Mày mày khó 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 chết mẹ mày đồ con. À. Đó mọi người ạ, mẹ mình tạo phòng mái không có đường bay nóc xưởng nên quyết định mình vào chơi trận tử chiến cho nó đủ 10 phút mọi người ạ. Hợp lý. Ui, nãy thấy anh đấm 2 phút. Mẹ gà, mẹ nó đấm một phát mình luôn mọi người ạ. Vừa nói anh đấm hay không? Mẹ mọi người ạ, chưa gì không ba rồi, bọn này đã đấm hay lại còn bắn hay nữa chứ. Mình bắn kiểu dạo này mình gà lắm mọi người ạ. Anh Hùng leo cho mình lên huyền thoại 80 mấy sao luôn. Nên mình không à, ở trình này nên mình toàn thua. Toàn thua. Mẹ, mày đấy. Này thằng này chưa ra hết sọt này. Không sao, không sao. Ui, cố lên. Hay lắm. Hay lắm, lật kèo mọi người ạ. Ý, mấy con ly lợn này gán hết. Thế thì kệ tao. Hình ảnh của một chàng trai dắt theo con lợn đi đeo danh tử chiến. Đi ạ. Ừ. Hình ảnh của một chàng trai dắt theo một con lợn đi leo danh tử chiến cùng và cá kết. Ừ, em hết sọt cho một xe. Em đến mai mới hết sọt nhá. Lệ gà đi ạ. Anh xin bọc keo đi ơi. Kiểu gì? Ui. Ôi trời. Em đã gục ngã rồi. Ui, hết sọ luôn kìa. Nghe ghê đấy. Pagachi. Nào nào để anh bắn cho. Ui anh cầm vào nó đen thật sự đấy. Mẹ đen gì đi. Thôi mùi ạ. Tử chiến cũng thua mà đấm nóc xưởng cũng thua. Đúng là dạo này chắc là bây giờ Ly đi học rồi mình phải cày lại, mình phải tập chơi game lại mới được mọi người ạ. Ừ. Các video của mình đến đây là kết thúc thôi. Nếu mọi người thấy hay mọi người like chia sẻ với mình nha. Mặc dù mình thua mọi người. Bye.